Kính mời quý vị đón chào ngày mới với chương trình Mana của truyền thông dòng tên. Chương trình hôm nay gồm có những mục sau. Trước hết là lời Chúa và suy niệm, kế đến là hạnh các thánh. Bây giờ kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình. Bài giảng khai mạc: các mối phúc thật, các mối họa. Luca chương 6. Đức Giêsu ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói: phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của anh em. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. Phúc cho anh em khi vì con người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xóa tên như đồ xấu xa. Ngày đó anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế. Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi. Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói. Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than. Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã được cha ông họ đối xử như thế. Một học sinh nghèo trả lại chiếc bóp lượm được, một giáo viên kiên trì theo đuổi nghề giáo, một cán bộ về hưu trong cảnh thanh bạch, một bạn nữ bỏ chỗ làm có thu nhập cao, một nhân viên từ chối những đồng tiền hối lộ. Giữa cuộc sống khó khăn, vẫn có bao người không bị mê hoặc bởi bạc tiền. Họ chọn sống trong cảnh nghèo, làm lũ hơn, nhưng vui hơn và thanh thản hơn. Vẫn có bao người nếm được mối phúc của tin mừng. Phúc cho anh em là những người nghèo khó, vì nước trời là của anh em. Người đời thường coi hạnh phúc bắt nguồn từ giàu sang, no đủ, từ danh thơm tiếng tốt. Đức Giêsu đưa chúng ta đi vào một thế giới khác, với lối đánh giá khác, làm chúng ta ngỡ ngàng. Ngài cho các môn đệ của Ngài biết rằng họ là những người có phúc khi phải chịu nghèo đói, đau khổ, bách hại vì Ngài. Nước trời đã thuộc về họ từ đây, và hạnh phúc sẽ trọn vẹn trong ngày sau hết. Đức Giêsu đã sống những mối phúc trước chúng ta. Ngài là một người thợ thủ công nghèo. Ngài biết đến sự dày vò của cơn đói,
Ngài đã từng nhỏ lệ trước thành Jerusalem và đã chịu mọi khổ hình cho đến chết. Nhưng Đức Giêsu là con người hạnh phúc vì biết mình luôn sống cho Cha và con người. Chúng ta cần có kinh nghiệm của Đức Giêsu, nghèo của cải mà thật giàu nước Thiên Chúa. Đức Giêsu chúc phúc cho những môn đệ nghèo của Ngài, nhưng Ngài không ca ngợi sự bần cùng lạc hậu. Cả cuộc đời Ngài là một hành vi cúi xuống để nâng dậy những ai nghèo sức khỏe, nghèo niềm vui. Hôm nay, Ngài muốn chúng ta đến với khu lao động, với lớp học tình thương, xóa đi cái nghèo tri thức, nghèo những ước mơ cao cả. Sự no đủ và niềm vui phải bắt đầu từ đời này. Ước gì chúng ta sống như Đức Kitô, tự nguyện trở nên nghèo hơn để làm giàu cho người khác. Lạy Chúa, xin cho con nhìn thấy những người nghèo ở quanh con, ở trong gia đình con, đang cần đến con. Bất cứ ai cần đến con đều là người nghèo. Xin cho con thấy Chúa trong họ. Dần dần con hiểu rằng cả người giàu cũng nghèo. Nghèo vì cần thấy đời họ có ý nghĩa. Dần dần con chấp nhận rằng cả bản thân mình cũng nghèo và cần đến người khác. Lắm khi con cần một nụ cười, một ánh mắt, một lời thăm hỏi đỡ nâng. Cảm ơn Chúa vì đã dựng nên chúng con. Ai cũng nghèo về một mặt nào đó. Ai cũng cần đến người khác. Như thế là chúng con được mời gọi sống cho nhau, làm cho nhau thêm giàu có. Cảm ơn Chúa vì Chúa cũng nghèo, vì Chúa rất cần đến chúng con để hoàn thành công trình cứu độ. Xin cho con khiêm tốn nhận mình nghèo để nhận lãnh, can đảm nhận mình giàu để hiến trao. Amen. Ngày 7 tháng 9, Chân Phước Gian Duque và Chân Phước Ralph Cockby. Đây là lần thứ hai chúng ta gặp thấy danh xưng Duque xuất hiện trong lịch kính các thánh và Chân Phước. Chân Phước Jacobe Duque, vị tử đạo người Anh, được mừng ngày 19 tháng 4. Một cách nào đó, tích truyện của Ngài cũng gần giống như tích truyện các vị tử đạo hôm nay, cách riêng là Gian Duque. Cả Gian Duque và Ralph Cockby đều là những linh mục. Các ngài sống vào thế kỷ thứ 17. Các ngài đã lấy máu mình để minh chứng đức tin
hồi năm 1644. Cha Gioan Duque theo học tại Đại học Douai bên nước Anh và trở thành linh mục năm 1639. Ngài du học thêm 3 năm nữa tại Pháp. Và trong khi học hành, Gioan Duque đã dành nhiều thời giờ trong ngày để cầu nguyện. Trước khi về lại đất nước thân yêu đang bị bách hại, Gioan Duque đã trải qua 2 tháng với các tu sĩ Sito sống cầu nguyện và chiêm niệm. Sau đó, vị linh mục trẻ này hoạt động 1 năm tại Anh Quốc và ngài đã bị bắt vì tội cất giữ quyển sách, các nghi thức và lọ dầu thánh. Khi những kẻ bắt giam Gioan Duque dọa sẽ làm hại đến gia đình và bạn bè nếu không khai rõ lý lịch. Lúc ấy, Gioan mới thú nhận mình là linh mục. Rồi Gioan Duque bị nhốt vào một nhà tù tại London. Ở đó, Gioan Duque gặp lại một linh mục bạn, Charan Corby thuộc dòng tên. Charan Corby đã làm việc tại Anh Quốc suốt 12 năm trước khi ngài bị bắt vì tội dâng thánh lễ. Dòng tên đã ra sức tìm cách cứu Charan Corby. Sau cùng, Charan Corby nhận được lệnh ân xá. Charan Corby nài nỉ cha Gioan Duque trẻ tuổi hơn nhận lệnh ân xá thay mình. Nhưng cha Gioan Duque không cho phép mình ra đi mà để bạn ở lại. Thực sự, không linh mục nào được phép ân xá cả. Quan tòa đã lờ đi và đã xử cả hai phải chết. Vào ngày 7 tháng 9 năm 1644, lúc 10 giờ sáng, cả hai lên xe ngựa đi thẳng tới Tyburn, nơi hành quyết. Người ta đã cạo đầu các ngài và mặc áo trùm thân cho các ngài. Trước lúc hành quyết, mỗi người được phát biểu vài lời, và sau đó, người này ôm hôn người kia. Các ngài sẽ gặp lại nhau trong vinh quang thiên quốc. Có ai từng hiểu thấu được tại sao lại có bất công trên đời này? Thật khó mà tha thứ khi nhìn thấy những người vô tội phải chịu đau khổ. Chúng ta hãy cầu xin với chân phước Gioan Duque và chân phước Charan Corby mỗi khi chúng ta cảm thấy tức giận vì một bất công nào đó. Chúng ta hãy nài xin các ngài giúp chúng ta biết sống tha thứ như các ngài. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy niềm vui và ân sủng của Chúa và Mẹ Maria.